Các em sinh viên và các bạn thân mến, hôm trước tôi đang dạy các bạn với phần tiếp theo phần login và sign up. Thế thì trong phần trước chúng ta đã làm đến cái phần tức là chúng ta sign up rồi và chúng ta sử dụng tất cả controller này đều sử dụng chung với module là login sinh viên. Thì trong login module login này thì chúng ta thấy này gồm có add user, delete user, file user. Thì add user chúng ta dùng rồi thì nó có màu sáng này, còn không có thì nó màu tối, thì cũng tùy theo từng ứng dụng mà nó hiện lên thôi, cái này không quan trọng, nhưng chúng ta hiểu là đây nó cùng chung đấy. Vậy thì ở trong phần sign up này, sign up này thầy bổ sung cho các bạn là value bằng nam nhé. Đấy. Option value, cái này các bạn chọn cho thầy là female. Male và female là nam và nữ. Thì chúng khi mà chúng ta sign up vào nó sẽ hiện ra với tên là user set, user sex. Đấy, chúng ta nhìn này, thấy nhá. Đó. Rồi chúng ta bật cái này lên. Sau đó chúng ta kết nối vào. Thì chúng ta nhìn thấy là khoảng điểm sinh viên này. Đây, user sex, đúng không? Đấy. Thì bây giờ chúng ta thử xem user nhé. Đấy, nó chưa có male và female. Đây, hai cái này thì sẵn hết thôi. Nào bây giờ chúng ta sẽ xóa anh này đi. Rồi bây giờ chúng ta thêm nhá. Các bạn nhìn thêm này. Rồi. Localhost. Rồi đăng nhập. Đăng nhập thì ta chưa có đã vào site. Có là email là Lê Thị Hoa@gmail.com. Password là Hoa 1 2 3 4 5 6 7 8. First name là Hoa, last name là Lê. Đó. Cái này các bạn cho chữ tiếng Việt rồi nhé. Chúng ta cho tiếng Việt vào. Lát nữa đã khởi động gọi xong. Lên giới tính hãy chọn là nữ. Rồi sign up ngon rồi. Đó. Thì bây giờ chúng ta thử xem này. Đây phim mèo được hiện ra luôn. Đấy, và password nó đã mã hóa rồi, mã hóa thành dãy văn bản này rồi. Đó, không thể ai biết được mật khẩu như nào cả. Các bạn chú ý cho thầy nhé, cái này cũng giống như là chọn ta cho value bằng mail ở cùng có hai cái lựa chọn, với cái select là name là bằng user sex, còn lựa chọn option là male và female. Các bạn chú ý chọn lựa chọn này cho thầy, được chưa? Đấy, đấy là xong phần sign up. Bây giờ thầy sang phần login. Đấy, login. Thế là ở login của chúng ta thì chúng ta đã vào
cái form tên là login đây. Đấy, chúng ta kiểm tra nhá. Rồi action chúng ta chưa cho vào cái gì đúng không? Rồi ok. Rồi, chúng ta mới kiểm tra là mật khẩu này, name này và email thôi. Đúng chưa? Đó. Bây giờ chúng ta phải xem phần login của chúng ta. Rồi, login bây giờ chúng ta sẽ kiểm chứng nó xem nó chạy ra sao. Để thầy chúng ta khi mà chúng ta post cái login vào thì nó phải ra một cái kiểm chứng. Rồi bây giờ các bạn tạo cho thầy một cái controller ở trên này nhé. Chúng ta sẽ tạo trong phần đăng nhập, đăng ký rồi về đăng nhập. Đó, rồi login rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho thầy một cái gọi là kiểm chứng. Các bạn ghi cái public function kiểm chứng authenticity, cái từ đấy là các bạn nhớ nhé, như thầy viết tắt thôi, kiểm chứng. Cái này thầy ghi, chúng ta ghi là kiểm duyệt xem phải user đăng ký không. Đó. Bạn chú ý cái này nhé. Khi chúng ta ghi một cái từ ghi chú, chúng ta có hai gạch này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo cho thầy một cái tạo cho thầy một cái bảng. Các bạn ghi cho thầy data. Data ở đây nhé. Bảng thứ nhất là một cái key của chúng ta, key của bảng hay còn gọi là bảng phần thứ đầu tiên là email address. Thấy chưa? Cái này các bạn vào bằng cho thầy bằng zip request đấy, để lấy cái form kia sang. Các bạn nhớ nhé, để lấy cái form nó sang. Và chúng ta get va, get va được hoặc get post cũng được, các bạn tùy. Get post đấy. Thì post cái form kia lên thì chúng ta cho nó là email data. Bây giờ chúng ta sang phần mật khẩu. Nhận nhận cái phần login vào. User password. Cái này các bạn bằng zip request. Đấy, cái thầy làm như thế này được, không sao, vẫn là đẹp đúng không? Làm kiểu kia cũng được, nghĩa là các bạn cho mảng từng cái ta nhận mảng vào từng phần tử một cũng được, hoặc là các bạn dùng mũi tên các bạn trỏ sang cũng được. Đấy thì các bạn ở đây là chọn là user password. Các bạn chọn đây và các bạn thêm cho thầy cái chữ này là MD5 nhé. Đấy, cái hàm MD5 này nó hay ở chỗ là nó kiểm tra xuôi ngược đều được hết. Đấy, các bạn được chưa, nhớ chưa? Rồi nha, xong cho thầy ngon lành. Bây giờ validation là mới dùng zip. Validation các bạn chọn cho thầy một cái này nữa là set rule,
schedule là hàm kiểm tra hợp lệ hay không nhá. Các bạn hiểu chưa? Ta kiểm tra nhiều phần tử chúng ta chọn này. Đấy, và trong này chúng ta cho một cái mảng phần tử, nó kiểm tra một mảng luôn. Đó, các bạn ghi cho thầy là phần tử thứ nhất là email address. Hai cái này đúng không? Email address đúng rồi. Tức là chúng ta phải những cái này nó phải giống như đây. Đấy, nó phải đúng cái tên của nó này để nó nhập vào trong. Tương tự như vậy thì khi truyền trong form thì cũng phải như vậy. Ta đang truyền từ login, form login ở đây này. Ở site login lên này. Đấy, và cái này nó nhận này. Rồi bây giờ nhá, chúng ta đang xây dựng. Bây giờ thầy viết như này, mũi tên đấy, có hai kiểu, một kiểu là nhận từng này, một kiểu là như này. Thì đây là kiểu này thầy truyền luôn vào trong, là một cái hình móc vuông, coi như là một cái mảng. Và đúng nó là một cái mảng thật. Require nhá, đây là require. Đó, phải. Rồi user password. Đấy, cái này chúng ta cũng đi qua. Rồi cái này chúng ta thêm một cái nữa là min. Min len. Min nhá. Chiều dài tối thiểu. Chúng ta phải cho là 4 ký tự. Đó. Các bạn viết tiếp này. Vâng rồi. Tức là cái này là cái kiểm duyệt đây, đây validation này, nó kiểm tra này nhá. Rồi bây giờ chúng ta mới lập hàm if. Nếu cái kiểm duyệt lát nữa chúng ta sẽ đẩy lên. Rồi chúng ta cứ xây dựng nó đã. Nếu zip validation run là chạy cái này đúng không? Run là chạy cái nhóm kia đấy. Truyền data vào. Data là cái mảng này, truyền vào đây. Được chưa? Mà nó bằng for. Bằng for nhá. Thì đây, nếu read zip của cái này như thế. Đây, nếu nó chạy đúng cái mảng này mà nó kiểm tra thấy email hợp lệ này, mật khẩu hợp lệ này, nếu nó kiểm tra vào vòng for tức là bằng sai thì nó sẽ làm cái gì? Bắt nhập lại đúng không? Thì chúng ta ghi là chúng ta sẽ ghi là như sau. ID chúng ta ghi là return view này. Return view của các em là login thì chúng ta phải ghi là quản lý điểm. Rồi đến vào login. Nếu không thì mới nhận. Đó, bây giờ chúng ta mới làm ở trong cái vòng đúng. Nếu sai thì phải vào lại login.
Nếu đúng nha, nếu đúng thì các bạn làm cho thầy như sau. Bây giờ chúng ta mới dùng mô đồ nhá, chúng ta kiểm tra này. Được rồi, đến đây rồi. Bây giờ thầy mới quay về mô đồ xem nào thầy kiểm tra nhé. Bằng ID, bằng ID. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra xem là tên và email và mật khẩu có đúng không? Email mật khẩu đúng không nhá? Bây giờ thầy xây dựng cái hàm ở trong mô đồ đây. Cái này các em bổ sung cho thầy vào cái mô đồ public function so sánh. So sánh email. Đánh hàng luôn này luôn. Cho nó thì cho nó hoành tráng đúng không? Chúng ta ghi data. Bây giờ ta sẽ so sánh xem nó có đúng không nhá. Rồi. Nếu mà nó bằng thì có nghĩa nó sẽ trả về, đúng không? Rồi được rồi, thì bây giờ thầy thầy viết câu lệnh như sau. SQL bằng SQL bằng select sao from user when email user email đúng không, email address và user password. Bằng các bạn cho thầy chữ hỏi chấm đi nhé. Em user passcode bằng hỏi chấm. Đó, các bạn cho thầy chữ này nhé. Rồi đấy, bây giờ chúng ta sẽ truyền vào. Đúng không các em? Truyền vào thì chúng ta sẽ có là query bằng zdb sẽ chuyển vào như sau. Ta sẽ có là đây, thầy cho này là email luôn nhé.
thấy cái này tôi sửa xem. Phải chúng ta cho theo là password. Cái từ khóa này các cột phải đúng các em nhé, sai là không được. Nó bằng như hai cái này như thế rồi thì bây giờ chúng ta mới di tơm query, chúng ta cho đây là ghép video trả về rồi. Thế xong bây giờ được cái này rồi thì mới quay về đăng nhập nha, thì mới lấy cái kết quả này. Thầy gọi là user kết quả. Nếu mà search thấy cái người này đã đăng sign up rồi, nếu search lại thấy người này sign up rồi thì chúng ta phải search bằng lệnh zip đúng không, gọi cái chỗ login model ra đấy, rồi chúng ta phục nó vào đây login model đây đấy, của cái model đã gọi ra trong controller thì nó bằng là gì, team chúng ta sẽ loại luôn lấy hàm chúng ta làm gì nhỉ, mô đồ so sánh đúng không. Ồ, có mỗi từ so sánh thôi mà thầy lại không tìm so sánh. Lúc này chúng ta chỉ truyền hai thằng kia vào, thằng này thì bằng đây đúng không, vậy chúng ta ghi là data email trước đúng không, là đây, một đây là một phần thử đầu tiên nhé, phần thử thứ hai data. User password đúng không? Đó. Đây. Nếu if mà count tức là hàm đếm cái user kết quả này. Nha, nếu mà nó đếm lớn hơn bằng gì? Lớn hơn bằng 0. Lớn hơn 0 tức là lớn là có cái người đăng ký rồi. Đó. Nếu hàm cao và lớn không thì nó làm gì? Bây giờ ta tạm dừng đến đây đã để chúng ta kiểm tra kết quả echo. Thì hiện ra một chữ là echo nhé, người này đăng ký rồi, người này sign up rồi. Đó, cần làm đến đây rồi.
Rồi bây giờ nhá, hàm này hàm kiểm chứng này. Ta copy cái này vào đây. Các em đưa về phần sign up trong view. À, login trong view. Đây, action vào đây các em cho đây nhá. Rồi, tiếp theo là đăng nhập. Phần trước nó là đăng nhập. Rồi, tiếp theo lần trước nữa, thầy đi lùi lên là quản lý điểm. Đó. Rồi, quản lý điểm rồi. Thì bây giờ đến index PHP. Rồi, bây giờ các em đến cho thầy cái phần này. Đây. Bay này, index quản lý điểm đăng nhập và kiểm duyệt đúng không? Rồi thế chúng ta sẽ copy cái này vào router, copy vào router để lấy cái đường dẫn, đăng ký đường dẫn đây. Thì chúng ta sẽ có là đăng ký, chúng ta ghi là đăng nhập. Đăng nhập nhé. Rồi. Ta cho hàm kiểm duyệt này. Rồi. Bây giờ chúng ta thử xem lại nhé. Login. Rồi. Đăng nhập rồi. Đây. Rồi người này sign up rồi nhá. Nào bây giờ chúng ta bạn lên hoa đúng không? Đây thì hoa mật khẩu là hoa 1 2 3 4 5 6 7. Login chúng ta sai chỗ nào, đây chúng ta sai ở chỗ được rồi, đến đây rồi, ngon rồi các em ạ. Đó. Rồi bây giờ thì thầy kiểm tra lại nhé, đến đây rồi, ở đây 5 rồi. Đó. Yêu cầu là mật khẩu này, user password này. Chrome A cộng
gmail.com mật khẩu cường 1 2 3 4 5 cường văn cường chọn nữ tính nam zip db escape à chỗ này sai chỗ truyền vào đấy em nhé sai chỗ truyền vào chỗ này đúng là cái nào sửa chỗ này nhá. Ta sửa sang chỗ này xem. Xem phần view. Tốt nhất là thầy không dùng cái này nữa. Thầy dùng cái này là bằng xem có hai đồng chí này vào được không, đồng chí Cường này 1 2 3 4 5 6 bây giờ thầy xóa bạn này đi, thầy làm lại một bản mới, chúng ta phải có sự thử. Ok bây giờ chúng ta sẽ search
so sánh. Đấy. Hàm so sánh nhá. Nếu mà cho này thì nó ok, đây là chúng ta sẽ nhập một người mới. Công a còng gmail com mở cấp 1 2 3 cứ cho thầy cái này nhá. Không không thế công chẳng hạn, thế rồi sai á, công công 1 2 3 4 lock đi, công a công gmail.com member luôn luôn ở đây. Đấy, để thầy xem lại chỗ này. Yes, so select from user. À, ở user này có S em ạ. Đó, nhầm chỗ này phát là đi luôn. Công a còng gmail.com công 1 2 3 4 đấy thế bây giờ thầy mới dùng lại cái này. Họ này cũng bằng họ. Thế chúng ta cho hỏi hai chỗ. Đấy. À, các em cho cái này là like cũng được. Và thôi bạn. Rồi chỗ này chúng ta cho thêm cái hàm so sánh A đây. Đó. Thì em cho là email address. Cho cái email trên. Phải. Tiếp tục nhé. Ở user chậm quá. Đó. Email đây, chuyển vào đây nhé.
Này truyền vào đây. Xem pass đây đúng thế nhỉ? Đúng rồi. Đó, email address, email address, email address, user password, rồi. Ok. Không. Mật khẩu là công 1 2 3 4. Đu ở đâu đây? Đi vào rồi. Đây nhá, rồi ta cứ giữ nguyên nó ở đây. Bây giờ ta vòng lên trên, ta xem phần đăng nhập của chúng ta. Rồi ta lại lấy cái này nhá, ta lấy cái này, email address, ta bằng luôn, không cho bằng cái kia nữa, zip. Get và request. Get và đó, email. Rồi address bảng này luôn nhá. Rồi tiếp tục này. Mật khẩu password. Request. Đó cho vào đây là email. Đấy, đưa hẳn cái này vào, đưa luôn hai cái này vào, không có thông qua bảng. Bảng ở đây để kiểm tra thôi, mình đưa thông vào đây luôn. Thì bây giờ ta sẽ kiểm tra cái phần login xem view của nó thế nào. Email address. Mật khẩu. User password. Rồi. Còn a còn gmail.com. Mật khẩu. Câu 1 2 3 4. Mình sẽ kết chỗ này nhỉ. Đấy, bây giờ thì kiểm tra từng thứ một, đưa lên đây xem nào. Echo. Pass.
này là MD. Công 1, 2, 3, 4, đúng rồi. Đấy. Hai cái này là đúng rồi, đây rồi. Ta bắt đầu quay lại phần mô đồ. Phải. Dòng 39, dòng 39, dòng 39. Đây. Giờ phát luôn. Phát luôn email upset. Hai cái này. And select from user where. Rồi thầy làm lại cái này cho nó đơn giản, thầy hóa đi một chút. Đó, thầy chọn cái này là data đi. Rồi data chọn lại nhé, vì cái kia nó có thể là do cái cấu trúc của nó khác với SQL nguyên thủy. Thầy để data như này, thầy chọn là kết quả. Db zip table đưa nó vào trong luôn. Đấy, chúng ta get where là data. Ra đơn kết quả. Các bạn làm này cho thầy nó nhanh nhé. Kết quả bằng zip table này, table get where data kết quả. Đây. Hàm này nó đẹp hơn cái hàm trên một chút. Đó. So sánh email password vào. Thế thì chúng ta lên trên này trong phần đăng nhập thì các bạn để nguyên cái này, xóa đây được hai cái này là kiểm tra thôi. Đấy, các bạn cho luôn cái này vào bảng cho thầy, xóa bụp nó đi cho thầy nha. Rồi các bạn thì cho chỗ này là data thôi. Rồi
Rồi chúng ta thử lại nhé. Sau khi mà cái hàm so sánh đây ở trong cái mô đồ này, các bạn chỉ cần viết gọn như này thôi. Kết quả bằng this table get where data, kết quả bằng get zero. Hay là mình viết bằng câu select này, select này, thì mình viết như này rồi nó truyền mạng vào ra. Đấy, truyền mạng cho chúng ta là get where như vậy. Vậy thì chúng ta nên đăng nhập, chúng ta thấy là thầy mới bắt đầu là người này có rồi nhá. Ok, bây giờ chúng ta thử xem. Nào, bây giờ cường học công a.gmail.com mật khẩu 0 1 2 3 4 login. Người này sai app rồi. Đấy, ta phải dùng cái lệnh này nó mới ra được. Đúng không em? Rồi, dùng cái lệnh, đây. Rồi, thế bây giờ nhá, sai app rồi thì phải làm như nào? Đó, nếu kết quả nó này sai app rồi, bây giờ ta mới làm section. Cả lớp chú ý cho thầy. Ta có này, section ở trên này là chúng ta đã biến section ra, đúng không? Rồi, chúng ta mới làm một cái biến như sau, biến bảng nhá. Section đây là biến bảng để nó lấy luôn tất cả các giá trị bằng aj. Aj nhá, aj là gồm có những cái gì thì các em chú ý cho thầy này. Đây là kết quả này. Kết quả đây. Cái này nha, nó được kết quả rồi. Tên họ tên rồi. Đấy. Lấy vào đây anh em, ví dụ đây các em sẽ cho vào đây nhé. Các em bằng một mảng vuông cũng được. Thích thì chúng ta để mảng vuông cho đẹp. Chúng ta sẽ có này. Biến section là login. Thầy có một cái biến nữa là bằng chu. Yeah, cái này là để cho section nó đúng này. Thứ hai nữa là username. Đó. Thì chúng ta lấy bằng first name thôi. Đó, thầy làm cái mảng section làm riêng. Nghĩa là cái này chúng ta không có trước mà chúng ta tự làm ra. Rồi chúng ta tiếp tục. Ở đây là bằng đây user kết quả. Đó. Không rồi các em cho thầy là first name. Đó, là tên trước đây bây giờ nhé. First name là Hoàng nhé hoặc Công. Ok. Đó, kết quả first. User name này kết bằng user first name này. Rồi tiếp tục. À, bây giờ ID. ID thì thôi, chúng ta có thể như vậy rồi, chúng ta có là vai trò. Các bạn ghi vai trò. Thì bằng cái gì? Bằng user kết quả. Phần tử số 0 là để cho nó có hàng 1 thôi, vì nó có một hàng nên chỉ phần tử 0 thôi. Cái này thầy bằng Zo. Đó. First name rồi. Nha. Tên này, Zo này là cái vai trò. Đấy. Của chúng ta là mạng của chúng ta đến đây. Hai cái này là hai cái ngoặc đóng tí.
if. Rồi bây giờ thầy mới đặt section. Anh này đến làm công, vai trò là quản lý, đúng không? ID thì thôi, ID chúng ta không cần. Rồi chúng ta mới ghi là zip. Bây giờ ta đặt section nhé. Section, section đây, đây cái biến này này, đây biến mà nó chọn vào section tab này, section bằng config service section này. Đấy, bây giờ chúng ta mới gì set và cả cái mạng này set data, lấy cái mạng đặt vào trong này, thế là từ đây nó ghi tên này rồi. Đấy, và ta trả về menu chính nhá. Trả về menu chính. Login bằng chu first name vai trò, có nghĩa là có ba cái biến login chu user vai trò. Bây giờ ta mới cho nó về return redirect. Rồi bây giờ thầy cho đường dẫn nữa, đường bằng đây. Đây u dần lên. Index chấm t. Rồi bây giờ chúng ta lại trả về cái đầu tiên, tức là cái về cái hàm, về cái đây này, home này. Index ta trả về home nhé. Rồi chúng ta vào router chúng ta xem in đây home trả về welcome. Đây trả về trả về đây. Và bây giờ ta sẽ làm cho một cái biến nó ở một chữ nó hiện lên là đồng cái này đã lock on ở góc này hay góc này cũng được nhá. Đấy, ta cho nó hiện lên một chữ một phát như thế. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cho hiện lên nhé. Đây qua mâm trả về, trả về trang chủ rồi. Thế bây giờ ta mới điều khiển nó này. Gồm section là chúng ta nhớ nhá, gồm tất cả ở đây là login đúng này, username này và vai trò này. Đấy, thế bây giờ thầy mới ngược lại phần home, view home đây. Welcome, để cho bạn welcome nhé. Để cho bạn này login chỗ này đi. Đấy, cho một cái php vào đây để ghi nó ra cho nó vui.
để ghi cái này ra cho nó vui nhé. Thế thì khi mà chúng ta thấy kiểm tra là bằng xét này rồi thì chúng ta mới đến, chúng ta lấy nó ra, lấy nó ra bằng cách là ta sẽ phải làm thêm một vài việc nữa. Đấy, đây thầy sẽ cho hiện vào đây. Và các bạn thấy là khi mà chúng ta đăng nhập login rồi thì bình session nó sẽ xuyên qua các trang. Vậy thì trong controller của cái home này chúng ta sẽ khai báo cho thầy các biến sau. Khai báo cho thầy you này nhá. Cordinai này, xong tiếp theo là HTTP này. Và các bạn cho chữ Zcon interface. Đấy, chẳng phải view này. Trong cái home nhá, trong cái controller của home ấy, coordinator HTTP, chúng ta cho là Request interface. Rồi các em khai cho thầy bình session trong đây. Public. Ở trang nào chúng ta làm một controller nào thì chúng ta đều phải có thế. Public. Public. Đấy. Trong phần contract ở cái này chưa có contract đúng không? Để chúng ta ghi cho thầy public contract. Function. Đó. Các bạn xóa hai cái này đi cho thầy. Nha. Xóa cái này đi. Tức là ta đã đặt section xong rồi. Bây giờ ta chỉ cần đặt vào đây thôi. Ta có zip. Khai báo section bằng config. Tiếp theo là service. Tiếp theo là section head là xong. Rồi section start lên. Zip. Section khởi động nha. Đó. Xong. Section nó lên rồi ấy, có nghĩa là nắm giữ cái biến của chúng ta. Khi mà bên này thì nó sẽ nắm giữ cái biến vừa xong. Rồi chúng ta tiếp là validation. Validation bằng config. Sorry. Temper. User này. Cần phải làm cái này ra không thừa đâu nhé. Cái này để nó hỗ trợ form. Đó. Rồi, ta copy cái này sang cái này cho thầy. Copy sang phần này. Phần đăng nhập này. Đấy, đăng nhập chúng ta chưa có helper đúng không? Đăng ký có rồi. Rồi bây giờ chúng ta sang phần home. Đây, session start ở đây đúng không? Thế vậy bây giờ thầy sẽ lấy ra thôi. Thầy sẽ lấy nha. A này. Họ tên. Đó. Nghĩa là tên của cái người mà được lấy ra ấy. Thì thầy sẽ bằng zip session. Rồi, tiếp theo
ghép. Username đúng không? Đây, cái chỗ mà chỗ đây ăn nhầm. Username à, login bằng chủ username của nó là gạch ngang. Xong, tiếp tục này, thầy lại quay về đây xem nào. Login mừng chu. Vai trò đây. Thì các em thấy là cái kia nó chuyển sang tên ở đây nhá, tên mà yes. Không thể sử dụng ở đây, cái này phải mũi tên. Ok, vai trò đấy. Thì bây giờ mình mới truyền cái này sang Wacom xem nó như nào, đúng các bạn. Khi mà ta lấy xong rồi ta phải truyền vào view. Đấy, các bạn sẽ cho bảng này a à. Đúng không? Rồi thì bây giờ thầy mới vào đây là truyền sang web massive view nhé. Đây bây giờ vào con massive này. Đấy, thầy cho chỗ này là họ tên, xem nó có hiện ra không nhé. Đấy, bây giờ chúng ta phải xem này. Đấy, đã ra rồi. Bây giờ ta ghi là echo. Đấy, echo là người log on là. Đăng nhập. Đây. Đấy, là thầy quên chỗ này. Câu. Đấy. Người đăng nhập là câu. Đăng về đăng log out. À bây giờ để cho tiếp một cái link này là trạng thái là hả? Trạng thái là echo. Echo ở đây của chúng ta là gì nhỉ? Lấy chúng ta lấy vào trong cần trong home. Echo là login. Rồi, home này.
Còn bên login. Xem login nó bằng chuông nhá. Chuông, đúng chưa? Người đăng nhập thành công. Vậy thì chúng ta đã thấy là chúng ta đã làm đăng nhập. Lát nữa chúng ta log out thì ta làm một cái nút log out. Nếu nó đăng là chu thì nó sẽ là full. Đấy, người đăng nhập cũng là công, nó xuyên qua các trang. Có nghĩa là section này nó khởi tạo nắm giữ cái trang đấy rồi. Đấy, người đăng nhập cũng là công rồi, được lấy ra rồi. Thế bây giờ thầy mới cho là danh sách hồ sơ đây là của cả lớp. Nhưng sửa thì sửa, chúng ta cần sửa thì chúng ta phải kiểm tra là người này có được và xem không. Đó nhá. Thì cái bài xem đây thì các bạn chỉ cần thêm cái này thôi, thêm cho thầy một cái nữa là sửa danh sách đúng không, hay là nhập điểm. Đấy, em cho vào đây là nhập điểm hay nhập hồ sơ. Nhập hồ sơ. Rồi nhập hồ sơ thì chúng ta thấy là cái giao tơ của chúng ta có sẵn rồi. Chúng ta chỉ cần là danh sách lớp ở đây thôi. Danh sách lớp là hiện danh sách. Hiện danh sách. Đó. Thế bây giờ nhá, chúng ta nhìn thấy này, nhập hồ sơ đây, ra đây. Một bạn này tên là Công. Công. Thế nhưng mà người Công này phải có vai trò là quản lý thì là mới vào được, vai trò là quản lý mới vào được. Thế vai trò phải đúng không? Vai trò bây giờ ta sẽ vào đây nhá. Ta sẽ cho bạn Công này một cái vai trò à, để cho là quản lý nha. Vai trò là quản lý mới vào được. Thế thì chúng ta phải lập trình ở chỗ này, ở vào cái chỗ gọi danh sách, tức là chúng ta vào chỗ danh sách lớp. Đấy, hiện danh sách đây, để chỗ này hiện danh sách này nha. Rồi các bạn vào chỗ hiện danh sách cho thầy ở cái phần trước đấy, sau ôn danh sách. Đó. Rồi các bạn phải vào hiện danh sách và các bạn kiểm tra cho thầy là nếu như ở section của chúng ta mà bằng bằng bản công à, bằng quản lý thì mới vào được. Đấy, nhà thầy gợi ý như thế nhá. Thì còn chỗ trên này của chúng ta là bài sau chúng ta sẽ đặt bản công đấy. Đấy, hoặc là đây được, ta sẽ có là biến vai trò này bằng this section. Đấy. If vai trò bằng quản lý nha, thì chỗ này nó mới vào đây được, tất cả cái này nó vào đây được. Đó. Cắt vào đây. Đó. Nếu vai trò bằng quản lý thì vào. Nếu không thì lại chỉ về bật ra lại đúng không? Nếu không thì lại trả về đúng cái view đấy. Thì chúng ta lại vào nhập danh sách đây. Chúng ta lại cho trả cái này. Copy. Các em lại cho vào chỗ này. Nếu không thì lại về welcome thôi. Đúng chưa? Vai trò bằng get vai trò thì nó sẽ vào. Đó. Ở trên này chúng ta thế này. Quản lý đội ok.
Bây giờ mình phải nhập lại nhé, phải đăng nhập lại nó mới ra được. Đấy. Bịt luôn đúng không? Không vào được. Vì lúc người ta chưa khởi động session làm công. Danh sách thì vào, nhưng mà anh công hồ sơ này là không được. Vậy ta tắt hết tất cả này đi để nó mất hết session đi. Rồi, bây giờ chúng ta mới làm lại. Các bạn đây. Bây giờ thầy các em nhìn nhá, thầy làm bạn công này. Localhost public. Ok. Nhập hồ sơ, danh sách hồ sơ đăng nhập rồi. Chẳng hạn là Chu. Vẫn chưa xóa được cái section đúng không? Rồi bây giờ thầy xóa này đi, thầy sử dụng một cái trình duyệt khác nhé. Thầy dùng trình duyệt khác rồi thay về hôm sau, buổi tới thầy sẽ lock out là nó sẽ mất, thì thầy sẽ sử dụng cái việc là remove đi cái lock out đi. Bây giờ chúng ta section đi, chúng ta sẽ ghi cho thầy là trạng thái chưa người đăng nhập là trạng thái không, đúng không? Rồi ta đăng nhập đi là công a còng gmail.com. Đó. Công 1234 login. Ngon rồi đúng không? Người đăng nhập là công, trạng thái là Chu. Nhập hồ sơ. Nhập hồ sơ này chưa vào danh sách hồ sơ được rồi. Nhập hồ sơ người này chưa vào được đúng không? Ta phải xem vai trò của họ bằng ra sao. Người là công nhé, ta phải xem vai trò. Nếu vai trò bằng quản lý đó, thầy phải xem chỗ này là ba năm. Xem nó bằng mặt khoảng bao nhiêu nhé. Đó, ngon rồi. Rồi ta sẽ giải quyết khắc phục dần dần từng cái một. Và các bạn sẽ thấy là việc này hơi bị hay luôn. Đó, nếu vai trò khoảng... Vai trò này. Kết quả dô lên. Quản lý, quản lý. Nếu vai trò đây rồi, thử xem chỗ này một phát là cái ba năm a xem nào, xem nó ra cái gì nhé. Vai trò đúng rồi, ra rồi, công này, quản lý này. Đó. Ra rồi đúng không? Rồi thế thì thầy phải vào lại chỗ đăng nhập. Nếu vai trò là quản lý thì hiện lên sinh lớp. Tạo danh sách lớp view
đây rồi. Bạn ấy đẹp rừng xích lớp rồi. Thầy cắt sâu rồi, cắt hai đầu cuối, cắt khoảng trống. Hàm này là hàm cắt khoảng trống. Nếu nó bằng quản lý, đấy, chúng ta sẽ khoan đi. Hay thì chúng ta cho điểm này đi. Nếu y tồn tại vai trò này. Đấy, và vai trò bằng chữ quản lý. Ta đánh lỗi ở cái này nhá. Thôi bài này chúng ta học đến đây các bạn thấy mệt rồi. Đấy, chúng ta hiểu là đã lên trạng thái này và người đăng nhập bằng công, bây giờ chỉ kiểm tra vai trò để chui vào hồ sơ thôi. Còn cái này thì không cần, cái này ra luôn. Đúng không? Đó. Thì chỗ này chúng ta kiểm tra lại chỗ này. À, bây giờ chỗ này thầy sẽ xem echo. Echo vai trò này nó có còn xuất hiện không? Nha. Xuất hiện không? Thế bây giờ thầy sẽ cho này mà. Coi như tấm hình đường dẫn này. Chưa hiện ra. Bây giờ chúng ta sẽ qua đăng. Xem section. À, section đây chưa khởi động. Ui rồi, thành nhầm. Rồi, shift section.
Session Start, đúng không? Phải khởi động đã chứ. Không khởi động thì làm sao mà nó có được. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta lại vào đây. Chúng ta đã quản lý rồi, ra rồi. Nó chưa khởi động, nó vẫn dự biến cho phía trước. Vậy thì chúng ta sẽ cho vào đây. Đã bắt đầu mới xóa lại đi. Đấy, các em thấy không? Chưa khởi động section mà cho vào là hỏng, đúng không? Rồi. Đấy, anh Công này vai trò quản lý nhá. Đấy, bây giờ này ngon lành là người nghiệp là Công vẫn chưa lock out đâu, thầy chưa làm lock out. Bây giờ lock out là nó xóa luôn cái biến này đi đấy. Đấy rồi, ok này, nhập hồ sơ so sánh chưa đúng này. Nếu vai trò bằng quản lý tách ra, tách người đi. Sơ xem thì ngon. Sửa này. Rồi xong, sửa rồi. Tức là anh Công này quản lý anh vào được, còn mọi người vào là không vào được. Người đăng nhập làm Công và anh quản lý đấy. Sau này chúng ta sẽ cho cái anh tổng đấy, anh có thể gán vai trò cho từng người. Người quản lý vào được, người nào không vào được, có từng cấp, từng cấp. Đó, các bạn hiểu chưa? Nhà đăng nhập này, trạng thái là Chu này, người đăng nhập là Công này. Mình có thể từ Chu đây, nếu Chu thì ghi chữ trạng thái online. Đây bây giờ thầy ghi trong phần này nhá. Echo login. À, thầy ghi này. If ghi xem. Em login chung echo chữ đăng nhập. Các em chỉ cần kiểm tra nếu mà tồn tại login nhé, login mình Chu thì echo là chữ đăng nhập. Vậy thì chúng ta viết lại chỗ này, ấn lại. Đấy, trạng thái là đăng nhập, người nhập, người đăng nhập là Công, trạng thái đăng nhập ở đây, hồ sơ ở đây. Đấy, vào được rồi, tức là nó phải có cái session để nó kiểm tra. Đây thì nhắc lại nhá, phần danh sách lớp đăng nhập đây, kiểm tra vai trò có đúng ở section không. Nếu anh đó đăng nhập là mình Chu, đây nó vào đây, nó chuyển qua welcome rồi, nó sang nhé. Đấy rồi, ngoài ra là có trong cái home. Đấy, trong cái home thì nó lại ghép được cái này để truyền qua view welcome để hiện lên. Đó, ngoài ra trong cái danh sách lớp thì muốn vào được danh sách lớp là sửa điểm thì người đó phải là gì, người đó phải là có một vai trò. Đó, vào danh sách sửa điểm nhé. Đây, chỗ phần ôi thầy đầu óc thầy làm bạn tàu hòa nhập ma danh sách lớp đây. Vai trò đây,
muốn hiện được cái danh sách vào được thì nó phải có vai trò gắn vai trò này. Nếu vai trò bằng quản lý thì hiện ra danh sách lớp để sửa, còn nếu không thì không phải vai trò quản lý, chỉ là người xem thôi thì không vào được trang này, đúng không các bạn? Đấy, đấy nha. Thầy vừa xong một cái video cực kỳ khó thì cho các bạn thấy là chúng ta hiểu thế nào là section, và section thì phải khởi tạo đúng không, phải là start đấy. Còn các bạn làm bài tập lớn, các bạn làm được đến đâu thì thầy chấm năng lực của các bạn đến đấy. Không bắt buộc các em phải học tất, vì học tất nó sẽ là một cái vất vả các em. Các em học đến cái phần sửa là được tốt lắm rồi, là thành công rồi. Đó. Rồi bây giờ thầy xóa thầy.